Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua do đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc có buổi tập cùng giờ, cho nên thầy trò huấn luyện viên Lee Tie đã lựa chọn sân đấu khác và bố trí sân thường xuyên tập cho huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các học trò. Đội tuyển Trung Quốc trở lại tập luyện sau khi nghỉ được một ngày do đá giao hữu với đội tuyển Syria. Sau đó họ đã bố trí sân phụ của sân vận động Sariat cho đội tuyển Việt Nam và họ đã di chuyển thêm 20 phút để tới sân vận động Khalid bin Mohammed để tập luyện. Buổi tập của đội tuyển Trung Quốc bắt đầu lúc 19:25 tính theo giờ Dubai và kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Huấn luyện viên Lee Tie chủ yếu là cho các học trò tự do tập luyện trong phạm vi nhỏ nhằm phục hồi thể lực và lấy lại cảm giác. Trước buổi tập, hậu vệ nhập tịch Giang Quang Tài đã cho biết rằng: "Chúng tôi đã có trận giao hữu với Syria và thu được những kết quả khá tốt. Mọi người có thể tìm lại được cảm giác của mình qua trận đấu, đồng thời điều chỉnh bản thân. Tiếp theo chúng tôi cần chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam." Trước việc nhiều người lo ngại Quang Tài khó giao tiếp với các đồng đội ở trên sân thì anh đã khẳng định rằng bản thân bóng đá cũng là một ngôn ngữ, vì vậy tôi nghĩ đó không phải là khó khăn quá lớn đối với chúng tôi. Sau tất cả, chúng ta đều chơi cùng một trò chơi và thực ra mọi người đều hiểu các thuật ngữ bóng đá. Đây không phải là điều mà tôi phải lo lắng. Đội tuyển Trung Quốc đã chuyển sang chu kỳ thứ tư của đợt tập luyện một tháng ở tại UAE nhằm chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam. Từ ngày 3 tháng 10, huấn luyện viên Lee Tie sẽ tập trung vào kỹ chiến thuật để cải thiện khả năng ghi bàn. Sau hai trận đấu ở tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Trung Quốc là đội duy nhất ở bảng B chưa ghi được bàn thắng nào. Về trận đấu với đội tuyển Việt Nam, Quang Thai cho biết rằng: "Chúng tôi đều nhận thức được tầm quan trọng của trận đấu tới. Các thành viên trong đội tuyển đều cùng một mục tiêu, đó là giành chiến thắng." Còn ở địa điểm diễn ra buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, ngay trước khi buổi tập thứ hai của đội tuyển Việt Nam tại sân Sariat diễn ra, thì các nhân viên an ninh của sân tập đã yêu cầu toàn bộ giới truyền thông của Việt Nam ra ngoài. Bất chấp sự can thiệp của đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội ngũ bảo vệ sân ở đây vẫn nhất quyết từ chối cho truyền thông Việt Nam vào sân để tác nghiệp. Theo lời giải thích từ phía ban quản lý sân, đây là yêu cầu đến từ phía Liên đoàn bóng đá Trung Quốc bởi vì muốn đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Do các phóng viên của Việt Nam không nằm trong diện bong bóng, cùng ăn ở và di chuyển, cùng xét nghiệm PCR với đội tuyển, cho nên là bị cấm tác nghiệp buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Phía Liên đoàn bóng đá Trung Quốc yêu cầu buổi tập phải diễn ra đóng kín với truyền thông bởi vì dịch COVID-19. Giới truyền thông Việt Nam có thẻ tác nghiệp thì có thể trở lại vào ngày 4 tháng 10 khi mà đoàn lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá châu Á đến UAE và đưa ra quyết định cuối cùng. Được biết là quyết định không cho truyền thông Việt Nam vào sân để tác nghiệp không được phía Liên đoàn bóng đá Trung Quốc thông báo trước. Và điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các phóng viên lặn lội từ Việt Nam sang đến UAE theo chân để ghi hình thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10. Trong trận đấu tới thì Trung Quốc được coi là chủ nhà, cho nên ban quản lý sân tập ở tại UAE buộc phải làm theo yêu cầu của họ. Theo tìm hiểu, những cán bộ truyền thông của đội tuyển Trung Quốc cũng phải tuân thủ rất nhiều nguyên tắc nghiêm ngặt. Họ phải sinh hoạt ở trong bong bóng và chỉ được tác nghiệp ở trong thời gian quy định. Ngay ở trận đấu giao hữu với Syria vừa qua, các cán bộ truyền thông cũng không được phép có mặt ở tại sân. Trong buổi tập tối ngày 2 tháng 10, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các học trò duy trì với cường độ cao trong vòng 2 tiếng. Đây là sự chuẩn bị về thể lực tốt nhất của đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10 tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự ở trong ban huấn luyện cũng đã dành khá nhiều thời gian của buổi tập để rèn giũa về kỹ chiến thuật cho các học trò. Khác với màn khởi động nhẹ nhàng ở buổi tập đầu tiên, buổi tập ngày hôm qua đã diễn ra với cường độ khá cao và kéo dài tới gần 2 tiếng đồng hồ. Mục đích là để giải phóng sức y cho các cầu thủ và đẩy thể lực lên ngưỡng cao nhất cho trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10 tới. Những nội dung về kỹ chiến thuật cũng được rèn rũa từng chi tiết nhỏ, qua đó cố gắng giảm thiểu những sai sót trong lối chơi của đội tuyển. Điều đáng mừng là tất cả các cầu thủ đều tỏ ra sung sức và hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện, không có bất kỳ chấn thương đáng tiếc nào xảy ra. Hậu vệ Vũ Văn Thanh đã trở lại tập luyện cùng với các đồng đội. Đây là tín hiệu tốt lành với đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh mà trận đấu với đội tuyển Trung Quốc đã cận kề. Theo chia sẻ của Hồng Duy thì sự chuẩn bị của đội tuyển cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc cũng không có nhiều khác biệt so với hai trận đấu vừa qua. Toàn đội vẫn cố gắng để có được sự chuẩn bị tốt nhất như là yêu cầu của ban huấn luyện. Cũng nói thêm, theo như kế hoạch ban đầu, trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ tính theo giờ địa phương, tức là 22 giờ tính theo giờ Việt Nam ngày 7 tháng 10. Tuy nhiên, mới đây thì Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã gửi đề nghị lên Liên đoàn bóng đá châu Á để yêu cầu điều chỉnh thời điểm tổ chức trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Lý do mà Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đưa ra là thời tiết ở tại UAE nóng ẩm
nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 40 độ và điều này có thể khiến cho Trung Quốc không có được thể trạng tốt nhất khi tiếp đón Việt Nam. Vì thế họ đề xuất đổi lịch thi đấu vào lúc 21 giờ tính theo giờ địa phương, tức là 0 giờ sáng ngày 8 tháng 10 tính theo giờ Việt Nam để đảm bảo được thể lực cho các cầu thủ của hai đội. Với những thông tin có được cho đến thời điểm hiện tại, xem ra là sẽ không có nhiều sự thay đổi trong bộ khung của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sắp tới. Thủ môn Văn Lâm đã dính chấn thương dài hạn chính là tổn thất lớn cho đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng việc thủ môn Việt Kiều này vắng mặt đã mở ra cơ hội trở lại khung thành cho thủ môn Tấn Trường. Về lý thuyết mà nói, thủ thành này sẽ phải cạnh tranh với 3 người đồng nghiệp khác ở cùng vị trí. Nhưng trên thực tế chỉ có Nguyên Mạnh là đủ các điều kiện về chuyên môn, về kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc để tranh đua với Tấn Trường. Nhưng người gác đền của Viettel này mới trở lại đội tuyển quốc gia nên rất khó có khả năng để cho ông Park đặt niềm tin do Tấn Trường cũng đã là người quen từ khá lâu. Khác với trận đấu gặp Australia khi mà đội tuyển Việt Nam rơi vào cuộc khủng hoảng ở vị trí trung vệ bởi chấn thương và án treo giò, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể thở phào bởi đã có bộ ba cận vệ ưng ý nhất trong suốt thời gian qua. Duy Mạnh đã hết án treo giò trong lúc Tiến Dũng đã chơi khá an toàn trong trận thua 0-1 trước Australia. Rất khó cho bất cứ gương mặt nào có thể lấy chỗ của bộ ba Tiến Dũng, Duy Mạnh và đội trưởng Quế Ngọc Hải, trừ phi những trung vệ này gặp vấn đề về sức khỏe. Các tiền vệ như Quang Hải, Tuấn Anh hay là Hoàng Đức cũng gần như là chắc suất đá chính bởi họ đã chơi rất tốt trong chặng đường dài vừa qua. Sự vắng mặt của Trọng Hoàng đã mở ra cơ hội cho Văn Thanh trở lại đội hình xuất phát với vị trí hậu vệ phải. Cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai này gặp chấn thương nhẹ khi mà mới đến UAE. Nếu như Văn Thanh không góp mặt thì Hồ Tấn Tài cũng sẽ là sự lựa chọn khả dĩ tiếp theo ở bên hành lang cánh phải. Biên trái nhiều khả năng vẫn sẽ thuộc về Hồng Duy. Dù bị đánh giá là mắc lỗi ở bàn thua trước Australia nhưng anh vẫn thể hiện lối chơi xông xáo, lên công về thủ rất đều đặn. Ở tuyến trên, cầu thủ gây nhiều tranh cãi nhất với giới chuyên môn trong hai trận đấu vừa qua là Phan Văn Đức. Người ngoài có thể chê tiền đạo này đá dở, thế nhưng với ông Park thì Đức Cọt luôn xứng đáng có mặt trong đội hình chính. Tuy nhiên, sự trở lại của Công Phượng buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải cân nhắc nhiều hơn. Với một đối thủ có thể hình tốt, cao to, nên đội tuyển Việt Nam cần phải có những cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật khéo léo như Công Phượng để phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối thủ qua những pha đột phá cá nhân bóng nhỏ và tầm thấp. Trung Quốc chơi bóng bổng khá ổn nếu như nhìn vào trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, nhưng điều đó không có nghĩa là không có sai số. Cho dù giới chuyên môn chưa thật sự hài lòng với Tiến Linh trong hai trận đấu vừa qua, nhưng việc sử dụng ngay từ đầu một tiền đạo có chiều cao tốt như là tiền đạo của Bình Dương sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam đa dạng hóa trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương. Trung Quốc không mạnh như là Ả Rập Xê Út hay là Australia, cho nên là đội tuyển Việt Nam gần như là chắc chắn sẽ có xu hướng tấn công nhiều hơn. Vì thế, Tiến Linh hứa hẹn sẽ có nhiều bóng hơn để thể hiện khả năng sát thủ của mình. Tiến Linh đã từng lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc ở trận giao hữu vào năm 2019. Cấp độ đội tuyển quốc gia là khó hơn, nhưng hai bàn thắng ấy chắc chắn sẽ là động lực và đem đến niềm tự tin cho tiền đạo này trước đội tuyển Trung Quốc. Thế nên không có nhiều lý do để đặt chân sút này ra ngoài đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam. Trong lần đầu tiên vào đến vòng loại này, đội tuyển Việt Nam ở cùng bảng đấu với đội tuyển Trung Quốc. Lập tức sau đó thì các cầu thủ và giới chuyên môn đều bày tỏ niềm háo hức. Nhiều quan điểm kỳ vọng rằng Việt Nam có thể ghi bàn hay là giành điểm số, thậm chí là chiến thắng trước đội tuyển quốc gia láng giềng. Chỉ có duy huấn luyện viên Park Hang-seo là không lạc quan như vậy. Hai lần ở trên truyền thông Việt Nam và Hàn Quốc, ông đều khẳng định rằng đội tuyển mà mình dẫn dắt vẫn là yếu hơn so với 5 đội cùng bảng. Bên cạnh đó, thầy Park còn dặn các học trò là phải thật sự cẩn trọng, bởi lẽ muốn giành chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc thì không chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần hay là niềm tin được. Dẫu vậy, trong suốt quãng thời gian vừa rồi, huấn luyện viên Park Hang-seo mới chính là người háo hức nhất cho mục tiêu đó. Ông thầy người Hàn Quốc còn đưa ra phần thưởng lẫn hình phạt tinh thần dành cho các tuyển thủ Việt Nam như là một động lực để tăng thêm sự quyết tâm cho màn so tài được cả giới hâm mộ Trung Quốc lẫn Việt Nam mong chờ. Sau hai trận đấu đầu tiên trước những đối thủ mạnh nhất bảng B gồm có Nhật Bản, Australia và Ả Rập Xê Út, Việt Nam và Trung Quốc đều thất bại, nhưng cái cách mà Việt Nam thể hiện đã đem đến sự tích cực nhiều hơn so với đội tuyển Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam không những là có được bàn thắng, điều mà đội tuyển Trung Quốc không làm được, mà chúng ta lại còn tạo ra được thế trận phòng ngự chặt ở hàng thủ trong gần 50 phút trước Ả Rập Xê Út, hay là cách phản công có độ sắc nét trước Australia, và sau đó cũng đáng để cho giới chuyên môn đánh giá cao về sự tiến bộ và tự tin khi thi đấu. Ngược lại thì đội tuyển Trung Quốc thể hiện hình ảnh nhợt nhạt trong hai trận thua trước Australia và Nhật Bản. Từ chỗ tham vọng rất lớn để giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc đã khiến cho giới chuyên môn và truyền thông nước này không khỏi thất vọng.
Tuy nhiên là theo chuyên gia Phan Anh Tú thì ông cho rằng sự cẩn trọng và phân tích kỹ đối thủ mới là kim chỉ nam cho Việt Nam hy vọng tạo ra bất ngờ trước Trung Quốc. Theo chuyên gia này thì Trung Quốc dẫu sao vẫn nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam. Trong lực lượng của họ, ngoài các cầu thủ nhập tịch đến từ Brazil thì vẫn còn đó ngôi sao Vũ Lỗi hiện đang chơi bóng ở Tây Ban Nha. Ngoài ra, ông Phan Anh Tú nói sau hai thất bại vừa rồi, Trung Quốc chắc chắn đặt quyết tâm là thắng bằng được Việt Nam. Vì vậy, một trận hòa được xem là hợp lý đối với đội tuyển Việt Nam. Trung Quốc có thói quen tấn công ở hai biên, những quả tạt và căng ngang của họ có sức sát thương rất cao, cho nên dễ khiến cho đối phương lộ ra sơ hở ở hai nách. Để giải tỏa áp lực ở cánh, đội tuyển Việt Nam cần những cầu thủ chơi gắn kết, có khả năng phối hợp, biết cầm bóng xoay sở trong phạm vi hẹp. Ở một góc độ liên quan đến tấn công, theo bình luận viên Quang Huy, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể gây bất ngờ trong 15 phút đầu tiên, giống như cái cách mà chúng ta đã tạo ra một số cơ hội trước Ả Rập Xê Út và Australia. Tôi nghĩ đến một nước cờ táo bạo khi mà Tiến Linh và Công Phượng đá chính, chúng ta có thể dùng sự chắc chắn, giành được quyền kiểm soát khu trung tuyến để rồi tăng tốc và hai tiền đạo này sẽ gây ra đột biến. Trên thực tế cũng đã chứng minh rằng nếu như bị thua sớm, lối chơi của đội tuyển Trung Quốc rất dễ bị đổ vỡ và thế trận sẽ lỏng lẻo. Chúng ta có thể tạo ra bất ngờ ở khoảng thời gian đầu trận đấu. Trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 0 giờ ngày 8 tháng 10 tính theo giờ Hà Nội ở trên sân vận động Sariat. Thông tin được biết là trận đấu này sẽ không đón khán giả và như vậy các cổ động viên Việt Nam ở tại UAE sẽ không thể vào sân để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được. Và như vậy đây có thể xem là một thiệt thòi đối với huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.